Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Quý vị và các bạn đang quan sát đây là dòng phân tần 883, dòng 3 way. Phân tần này nó có tới 4 cuộn xeo mà chỉ có 3 đường tiếng. Một trong các phân tần đánh cho những dòng loa bass côn 75 là rất hợp lý và hay. Anh em quan sát phân tần đây, ta thấy nhìn đây à, input đầu vào, bass, mid, chép thì họ ký bằng tiếng Anh, cũng mình cũng khá dễ đọc vì nó cũng na ná tiếng Việt, như T là tép, M thì là mid là trung, và bass là bass, invert là đường vào. Và ta thấy ở đây tiếp tục là công suất của họ của trên phân tần ghi là 400W. Nhưng anh em đánh những dòng bass kể cả 40 côn 70 576 là ok anh em nhé, không sao cả. 400W là rất lớn rồi. Dòng phân tần Hi-Fi H883 đầy đủ các linh kiện bảo vệ như quần seal cho nó tép và có thêm bóng đèn, seal cho tép và có bóng đèn, và đường chung cũng có seal anh em, seal riêng, chung có seal riêng, và con này có hai quần seal dành cho đường bát, khá lớn rồi. Phân tần này thì do bên mình cũng hết hàng cũng khá lâu đấy, nhưng đợt này có thì thông báo anh em nhé. Với giá thành bán thì không đổi là 750 một đôi, bao ship bao cả hàn dây luôn cho anh em mình về thì việc chơi. Những con linh kiện này anh em thấy rất là chất lượng. À, và mà anh em mình đây là một cái phân tần của hãng Niway. Anh em mình có thể quan sát đằng sau này, nó sẽ có những cái thông số như là họ in chim trên cái mạch này luôn, trên L và trên W, Niway. Đó. Hàng của công ty Trung Quốc. Đây cũng là hàng chính hãng của họ. Mọi thông tin về sản phẩm này cũng như anh em mình muốn sở hữu nó, liên hệ trực tiếp với Huấn Audio qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.